vui được phục vụ các bạn. Hẹn gặp các bạn tại Avon nhé. Hôm nay hai chị Abo sẽ thử một chiếc xe điều khiển địa hình dòng pin sạc nha. Các sản phẩm này là sẽ giao đi Lanamu nha. Trong vòng 2 tiếng đồng hồ, giá là 285.000. Rồi cái này là mình gắn vào nha. Rồi mình gắn vào con cốc. Nhưng mà con cốc thì nó chỉ tầm 1A trở lại và đừng quá 2A. Con cốc thì sạc dòng Samsung, Nokia, Oppo gì đều được, nhưng mà tuyệt đối là không được xài của iPhone. Khi sạc là cục sạc nó sẽ lên đèn đỏ và mình canh đúng 3 tiếng mình dựng ra, không sạc qua đêm. Rồi mình bật công tắc lên ha. Rồi công tắc của tay điều khiển luôn, bật lên hết. Rồi mình bóp cò là chạy lên nha. Bóp cò là chạy lên, đá cò là chạy xuống. Dặn trái dặn phải là xoay cái bánh lái của nó nè. Đó. Rồi chạy thử nha, bóp cò nè, đá cò nè. Rồi dặn qua trái qua phải thử nha. Đó, chạy lên. Rồi chạy xuống. Rồi khi không chơi thì mình tắt công tắc đi cho đỡ hao pin ha. Tắt hết hai công tắc luôn. Rồi, rồi cảm ơn ạ. Nhớ gọi điện và Zalo cho anh Phi Mập ở Abo nha bà con.